Thưa quý vị và các bạn, Trương Thị Hương sinh năm 1986, ngụ thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, nổi tiếng với các clip bổ cao xem bói, hỏi đúng nhận sai cãi, vừa bị người dân tố cáo đến cơ quan công an về việc nhận 180 triệu đồng để cúng bán nhà, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tiền. Theo tài liệu điều tra, ngày 6 tháng 12 năm 2022, anh X cùng mẹ đến nhà Hương ở phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn xem bói, xem phong thủy và được Hương gợi ý làm lễ cầu bán nhà, cầu bình an với số tiền 270 triệu đồng. Khi anh X trình bày hoàn cảnh, số tiền được Hương giảm xuống còn 180 triệu đồng và hứa hẹn làm lễ xong, khoảng ngày 28 tháng 12 năm 2022, gia đình anh X sẽ bán được nhà. Tuy nhiên, sau khi cúng về, anh X chờ đến hết tháng 12 năm 2022 vẫn không bán được nhà. Nghĩ bị lừa, người đàn ông này đã làm đơn tố cáo lên cơ quan công an về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của Hương. Trước đó, vào tháng 2 năm 2023, Trương Thị Hương từng bị công an thị xã Kinh Môn xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu 500 ngàn đồng vì hành vi cổ suý mê tín dị đoan với lời khuyên đúng nhận sai cãi.